Mến chào quý đối tác, quý thành viên của mạng lưới Quilin Global. Quilin Partner là đối tác nhận nhượng quyền phương pháp phát triển mạng lưới của Quilin Global. Theo đó, Quilin Partner sẽ vận hành Quilin Club theo đúng chuẩn của Quilin Global. Với gói Quilin Partner này, quý đối tác và thành viên sẽ nhận lại tổng giá trị quyền lợi truyền thông và đào tạo lên đến 1.931.500.000 đồng. Bên cạnh đó, quý đối tác và quý thành viên còn được tặng quyền lợi gói bảo hiểm tai nạn trị giá 5 tỷ đồng áp dụng cho năm đầu tiên. Như vậy, tổng giá trị quyền lợi nhận được của gói Quilin Partner lên đến 6.931.500.000 đồng. Các quyền lợi chi tiết như sau: khóa đào tạo nghệ thuật kiến tạo và lãnh đạo hoạt động cộng đồng dành cho Quilin Partner trong 3 ngày trị giá 60 triệu đồng. Bộ ảnh Pro Image dành cho Quilin Partner trị giá 40 triệu đồng, được 5 phút thuyết trình và gian hàng đặt tại trong sự kiện công bố Quilin Partner do Quilin Global tổ chức trị giá 200 triệu đồng. Một bài PR trên tạp chí Quilin Online Magazine và tạp chí giấy trị giá 50 triệu đồng. Gói xây dựng kênh TikTok riêng cho partner với combo lên ý tưởng sản xuất 20 video PR cá nhân và doanh nghiệp trị giá 150 triệu đồng. 20 bài post PR về cá nhân và doanh nghiệp trên fanpage Facebook. Quilin Việt Nam và Quilin Global Holding đạt 1.000 lượt tương tác trên một post. Thiết kế hình ảnh cá nhân kèm câu nói truyền cảm hứng của nhân vật. Bài PR về doanh nghiệp của partner sẽ được thiết kế hình riêng kèm bài viết nội dung PR. Chạy quảng cáo bài post kể PR cho cá nhân và doanh nghiệp đến nhiều đối tượng khác nhau. KPI 1.000 tương tác trên một post, trị giá 100 triệu đồng. Một bài PR thương hiệu cá nhân trên trang quilin.com.vn trị giá 15 triệu đồng. Một bài PR trên trang washingtonmorning.com trị giá 60 triệu đồng. Một talk show trên Quilin TV trị giá 40 triệu đồng. Một clip profile giới thiệu Quilin Partner phát trên Quilin TV trị giá 40 triệu đồng. Tham gia Quilin Investor và Partner Club được tổ chức hoạt động 1 tháng 1 lần, dự kiến 10 sự kiện, trị giá 50 triệu đồng. Được quyền ưu tiên tham gia các vòng đầu tư của Quilin Global Holding theo kế hoạch lộ trình IPO của doanh nghiệp. Ưu đãi 10% khi tham gia các khóa học của Học viện Nữ Lãnh Đạo. Được tặng các dịch vụ trải nghiệm của Q-Service ký với các đối tác chiến lược hạng Diamond trị giá 30 triệu đồng. Được quà tặng và thiệp chúc mừng sinh nhật dành cho Quilin Partner trị giá 2 triệu đồng. Được viết bài truyền thông cho các câu lạc bộ trên trang quilin.com.vn trong 1 năm. Trở thành thành viên chính thức của Quilin Global và được tham gia các group member để quảng bá, truyền thông và kết nối. Được một bản chứng nhận và hoa kết nạp Quilin Partner trị giá 1 triệu đồng. Một pin logo Quilin mạ vàng 24K dành cho Quilin Partner trị giá 1 triệu đồng. Trở thành nhà tài trợ đồng của chương trình Women Run tổ chức vào tháng 12 năm 2022. Logo nhà tài trợ xuất hiện trên hệ thống nhận diện online, offline tại sự kiện. Được quảng bá hình ảnh, truyền thông trên đa kênh, báo chí, truyền hình, các kênh social thuộc Quilin Global Holding trị giá 500 triệu đồng. Được gian hàng trưng bày cấp độ A, 2 bàn IPM và rạp che riêng và 30 vé chạy miễn phí tại sự kiện Women Run trị giá 65 triệu đồng. Chương trình Top 100 Nữ Lãnh Đạo Việt Nam Tỏa Sáng Toàn Cầu năm 2022 được gian hàng trưng bày và vinh danh tại sự kiện. Được quảng bá hình ảnh, truyền thông trên đa kênh, báo chí, truyền hình, các kênh social thuộc Quilin Global Holding trị giá 500 triệu đồng. Tặng một voucher khóa học làm cha mẹ chuyên nghiệp Pro Parents trị giá 2 triệu đồng. Tặng một voucher tham gia khóa học của Học viện Hoàng tử và Công chúa dành cho các bé từ 4 đến 17 tuổi trị giá 2 triệu đồng. Tặng một gói học bổng tiếng Anh của Trung tâm Tiếng Anh Sydney trên toàn quốc trị giá 10 triệu đồng. Tặng một voucher bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe trị giá 10 triệu đồng. Được tặng 3 ngày 2 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao trị giá 10 triệu đồng. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, nhằm giảm áp lực thanh toán một lần cho các Quilin Partner và Quilin Member, Tập đoàn Quilin Global Holding cung cấp một giải pháp tài chính cho các quý đối tác, thành viên trong việc thanh toán các gói Quilin Partner và Quilin Member. Với giải pháp này, quý đối tác và thành viên có thể chọn thanh toán phí Quilin Partner và Quilin Member bằng thẻ tín dụng của các ngân hàng thông qua hình thức trả góp trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng với lãi suất 0%. Quý đối tác và thành viên lưu ý mức lãi suất sẽ áp dụng theo từng loại thẻ. Với việc thanh toán trả góp lãi suất 0% này, quý đối tác,
thành viên sẽ được ngân hàng thanh toán trước tổng số tiền muốn trả. Hàng tháng, quỹ đối tác, quỹ thành viên sẽ thanh toán lại cho ngân hàng bằng cách nộp tiền vào tài khoản của chủ thẻ trước đó đã dùng. Số tiền trả hàng tháng sẽ bằng tiền gốc cộng tiền phí chuyển đổi chia cho số tháng mà quỹ đối tác thành viên muốn trả gốc. Kulin Global Holding vô cùng vinh dự được chào đón quý đối tác, quý thành viên trên hành trình kiến tạo mạng lưới người lãnh đạo thịnh vượng. Global Holdings, kiến tạo mạng lưới sự lãnh đạo.